Đây là một cái món mà dành cho mấy tín đồ nào thích kiểu mà ngào đường, hoặc là ở nhà có người lớn tuổi đó, thích ăn chuối với ba nước trà, hoặc là uống nước trà nha mọi người. Hàng này là hàng mới về nha. Đây nha, em chưa có ăn, nhưng mà cái này á, mấy bạn nào mà là chuyên nghiệp chuyên nấu đồ ăn, em chuyên làm đồ ăn á, em thì không rành. Nhưng mà chuối này nè mấy bạn có thể mua về, mấy bạn ngào đường hoặc là mấy bạn ăn không. Nhẹo nhẹo nha, lô này là lô mới về, cái gì mới á thì em mới úp thôi. 1 kg 40 cành. Nếu mà mấy bạn mua 5 kg, em tính theo giá sỉ là 35 cành, 175k là 5 kg, chưa cộng xếp. Còn mấy bạn mua 1 kg là 40 cành mua kèm hàng á, hoặc là mấy bạn mua không, mua 1 kg 40 cành tiền ship nó mấy chục rồi, nên mấy bạn nên cân nhắc nha. Lô này lô mới về, chú mới nha, chú mới xuống luôn. Cái này mấy người lớn lớn tuổi á thích kiểu mà ngồi mà như em chơi với nhau mà ăn tết hoặc là gì đó, uống nước trà nhé.